Tổng thống Zelensky nói cuộc đàm phán với Hoa Kỳ hiệu quả, đáng khích lệ Nga ngừng bắn quanh nhà máy Azovstan để di tản dân thường Moscow cảnh báo Mỹ không chuyển thêm vũ khí cho Ukraine NATO điều 3 tàu chiến đến Phần Lan giữa căng thẳng với Nga Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói khoảng 15.000 lính Nga đã bị giết ở Ukraine trong 2 tháng Tổng thống Biden đề cử đại sứ Mỹ tại Ukraine Triều Tiên duyệt binh quy mô lớn trong đêm Người già nhất thế giới qua đời Ai nữ nhà thạc xỉn thành ngôi sao mới nổi trên chính trường Thái Lan Điểm tin trong nước Từng nói không nhận đồng hoa hồng nào Giám đốc CDC Nam Định vừa bị bắt liên quan đến vụ Việt Á Bụi mịn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chứa chất gây ung thư Thành phố Hồ Chí Minh trẻ bị sốt xuất huyết trở nặng cao hơn mắc Covid-19 Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị Kính mời quý vị cùng theo dõi mục điểm tin sáng ngày 26 tháng 4 của DKN TV. Mở đầu chương trình là phần điểm tin thế giới với những thông tin liên quan đến tình hình Ukraine. Tổng thống Zelensky nói cuộc đàm phán với Hoa Kỳ hiệu quả đáng khích lệ. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 25 tháng 4 đã ca ngợi các cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin là đáng khích lệ và hiệu quả. Phát biểu trong video vào hôm 25 tháng 4, ông Zelensky cho biết Hoa Kỳ đang hỗ trợ mạnh mẽ cho đất nước của ông. Ông Zelensky nói thêm, họ đã đồng ý về các bước tiếp theo để tăng cường các lực lượng vũ trang của Ukraine và đáp ứng tất cả các nhu cầu ưu tiên của quân đội chúng tôi. Ông lưu ý rằng, việc gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow cũng nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp. Ông Blinken và ông Austin cho biết, Hoa Kỳ đã chấp thuận 165 triệu đô la đạn dược cho Ukraine, cùng với hơn 300 triệu đô la tài trợ quân sự nước ngoài. Ông Zelensky lưu ý, Ukraine sẽ mong đợi Hoa Kỳ dẫn đầu các đồng minh khác trong việc đưa ra một loạt các bảo đảm an ninh trong tương lai. Về tình hình chiến sự, Nga ngừng bắn quanh nhà máy Azovstal để di tản dân thường. Quân đội Nga ngày 25 tháng 4 thông báo ngừng bắn, mở hành lang nhân đạo để di tản dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol. Nhà máy Azovstal là cứ điểm phòng ngự cuối cùng của lực lượng Ukraine tại Mariupol, thành phố cảng miền Nam bị Nga bao vây nhiều tuần nay. Đây từng là một trong những nhà máy luyện kim lớn nhất châu Âu, với hệ thống đường hầm kiên cố trang trịt bên dưới, tạo điều kiện ẩn nấp và di chuyển lý tưởng cho lực lượng phòng thủ Ukraine. Quân đội Nga ước tính có khoảng 2.000 tay súng đang cố thủ bên trong pháo đài ngầm, chủ yếu là các thành viên tiểu đoàn Azov, lực lượng vũ trang được phong trào cực hữu Ukraine thành lập hồi năm 2014 và sau đó sáp nhập vào vệ binh quốc gia. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Moscow cảnh báo Mỹ không chuyển thêm vũ khí cho Ukraine. Nga tuyên bố việc Mỹ liên tục chuyển vũ khí đến Ukraine là không thể chấp nhận được và yêu cầu Washington chấm dứt hoạt động này. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nga Russia 24 vào hôm 25 tháng 4 nói rằng Chúng tôi nhấn mạnh Mỹ đổ vũ khí vào Ukraine là không thể chấp nhận được và chúng tôi yêu cầu chấm dứt hành vi này. Đại sứ Antonov cho biết, Nga đã gửi công hàm ngoại giao tới Mỹ để bày tỏ các quan ngại của Moscow. Ông cũng nói rằng những gói viện trợ vũ khí của Mỹ sẽ làm tình hình thêm trầm trọng và gia tăng nguy cơ xung đột. Tuyên bố được đại sứ Nga đưa ra sau chuyến thăm bí mật của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới Kiev vào hôm 24 tháng 4. Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Ngoại giao Nga ngày 25 tháng 4 đã triệu đại sứ Đức và thông báo trục xuất 40 nhân viên ngoại giao nước này hành động nhằm đáp trả Berlin vì đã trục xuất một số lượng đáng kể các nhà ngoại giao Nga hồi đầu tháng này. Chuyển sang một diễn biến có liên quan. NATO điều 3 tàu chiến đến Phần Lan giữa căng thẳng với Nga. Các tàu chiến của NATO hỗ trợ Phần Lan chuẩn bị tham gia lực lượng phản ứng của NATO, trong khi có tin Phần Lan và Thụy Điển sắp nộp đơn gia nhập liên minh quân sự này hãng tin Reuters ngày 25 tháng 4 đưa tin, ba tàu chiến của NATO đã đến cảng Tuku phía tây nam của Phần Lan để tham gia huấn luyện với lực lượng Phần Lan. Hoạt động diễn tập kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng 4, sẽ giúp các tàu của Phần Lan chuẩn bị tham gia lực lượng phản ứng của NATO và tập trung vào các biện pháp đối phó thủy lôi cũng như hoạt động theo cơ chế đa quốc gia, theo thông cáo cho biết. Trước đó, vào ngày 13 tháng 4, Thủ tướng Phần Lan Shana Marin cho biết, nước này sẽ ra quyết định trong vài tuần tới về việc có gia nhập NATO hay không. Động thái khiến Nga tức giận. Phần Lan và Thụy Điển là đối tác thân cận của NATO nhưng vẫn chưa tham gia liên minh quân sự này được thành lập từ năm 1949 để đối phó với Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Bà Marin cho biết, lựa chọn gia nhập NATO phải được phân tích cẩn thận, đồng thời nhận định rằng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Nga đưa quân sang Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Phần Lan có biên giới đường bộ dài 1.300 km với Nga. Theo tờ Expression, tối ngày 25 tháng 4, Phần Lan và Thụy Điển đã đồng ý nộp đơn gia nhập NATO cùng một lúc. Các nguồn tin chính phủ Thụy Điển cho hay, hai nước đã đồng ý công bố đơn vào tuần từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 5, khi Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö thăm Thụy Điển. Tin tiếp theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói khoảng 15.000 quân nhân Nga đã bị giết ở Ukraine trong 2 tháng. Hãng tin CNN ngày 25 tháng 4 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết khoảng 15.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, theo đánh giá của Anh. Ông Wallace nói với Hạ viện Anh, hơn 2.000 xe bọc thép của Nga, trong đó có hơn 500 xe tăng đã bị phá hủy trong chiến tranh, cùng với 60 máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, số liệu thương vong chính thức của Nga công bố thấp hơn nhiều so với ước tính của Anh. Số liệu mới nhất do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 25 tháng 3 cho thấy chỉ có 1.351 quân nhân của nước này thiệt mạng ở Ukraine và 3.825 người khác bị thương. Bộ trưởng Wallace cũng nói với các nhà lập pháp rằng anh sẽ cung cấp cho Ukraine một số lượng nhỏ xe bọc thép Stomer được trang bị bệ phóng tên lửa nhằm giúp lực lượng Ukraine tăng cường khả năng phòng không tầm ngắn cả ngày lẫn đêm. Tin tiếp theo, Tổng thống Biden đề cử Đại sứ Mỹ tại Ukraine. Tòa Bạch ốc ngày 25 tháng 4 cho biết Tổng thống Biden đã đề cử bà Bridget Brink, nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm về Đông Âu, làm Tân Đại sứ tại Ukraine. Bà Brink đang giữ chức đại sứ Mỹ tại Slovakia và sẽ được bổ nhiệm nếu như Thượng viện Mỹ phê duyệt đề cử của ông Biden. Tòa Bạch Ốc cho biết, đại sứ Brink từng giữ vai trò cố vấn cấp cao và phó trợ lý ngoại trưởng tại Cục các vấn đề châu Âu và Âu Á thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ trách những vấn đề liên quan đến Đông Âu và khu vực Kavkaz. Bà cũng từng là phó đại sứ Mỹ tại Uzbekistan và Georgia, thông thạo tiếng Nga và cũng từng học ngôn ngữ Slovakia, Serbia, Georgia và Pháp. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thăm thủ đô Kiev và gặp gỡ Tổng thống Ukraine Zelensky. Đây là chuyến thăm của các quan chức Mỹ cấp cao nhất tới Ukraine kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công nước này. Tiếp theo, chương trình là một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Triều Tiên duyệt binh quy mô lớn trong đêm Hãng Yonhap Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng, vào tối ngày 25 tháng 4 đã tổ chức duyệt binh mừng 90 năm thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên. Không rõ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có tham dự sự kiện này hay không. Đây là lần đầu tiên Bình những duyệt binh mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên trong nhiệm kỳ của ông Kim. Trong thời gian chuẩn bị sự kiện, hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã huy động hàng nghìn binh lính và các khí tài quân sự quan trọng trong các buổi diễn tập. Động thái cho thấy nước này có thể duyệt binh quy mô lớn. Các nhà quan sát cho biết, Bình Nhưỡng có thể tổ chức duyệt binh với khoảng 20.000 binh lính, các vũ khí chiến lược mới nhất như tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Song 17, tên lửa siêu vượt âm Hoa trong 8 và tên lửa dẫn đường mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Ban đầu, lễ duyệt binh được dự kiến tổ chức vào sáng ngày 25 tháng 4, nhưng đã phải hoãn lại do dự báo có mưa. Trong nhiệm kỳ của ông Kim Jong-un, Triều Tiên đã tổ chức 12 cuộc duyệt binh lớn cho các ngày lễ của quốc gia này bao gồm cả sự kiện ngày 25 tháng 4. Người già nhất thế giới qua đời. Cụ bà Kane Tanaka, 119 tuổi, người đã được kỷ lục Guinness công nhận là người già nhất thế giới, đã qua đời vào ngày 19 tháng 4 tại Nhật Bản. Bà Tanaka sinh ngày 2 tháng 1 năm 1903 tại Fukuoka, Nhật Bản. Bà Tanaka có sức khỏe tương đối tốt cho đến gần đây. Bà sống trong viện dưỡng lão, thích giải toán uống soda và ăn sô cô la. Khi còn trẻ, bà Tanaka có mở một tiệm mì và tiệm bánh gạo. Tại Olympic Tokyo 2021, ban đầu bà được chọn tham gia rước đuốc nhưng đã bị hoãn vì dịch Covid-19. Kỷ lục Guinness đã công nhận bà là người lớn tuổi nhất thế giới còn sống vào năm 2019. Khi được hỏi thời điểm nào khiến bà cảm thấy hạnh phúc, bà đáp, "Bây giờ." Bà chia sẻ cuộc sống thường nhật là thức dậy lúc 6 giờ sáng, dành buổi chiều giải toán và luyện thư pháp. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, Nhật Bản là quốc gia có dân số già nhất thế giới, với khoảng 28% dân số trên 65 tuổi. Tiếp theo là một tin tức đáng chú ý. Ái nữ nhà thạc sỉn trở thành ngôi sao mới nổi trên chính trường Thái Lan. Pae Thongtan Tan Shinawatra, con gái út của cựu Thủ tướng Thái Lan Thạc Sỉn Shinawatra, đã trở thành ngôi sao tại hội nghị của đảng Phê Thai trước thềm cuộc bầu cử. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người phụ nữ 35 tuổi này, một gương mặt mới trên chính trường Thái Lan. Khi Pae Thongtan Tan Shinawatra đứng chung sân khấu với các tên tuổi lớn trong cuộc họp của đảng Phê Thai vào hôm 24 tháng 4, thông tàn được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng cho ghế thủ tướng Thái Lan khi cô đưa ra bản kế hoạch 5 điểm tại hội nghị của Đảng này bản kế hoạch này phù hợp với mục tiêu của Đảng Phê thai chính là giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Thái Lan kế hoạch này bao gồm khuyến khích người dân tham gia vào quá trình hoạch định chính sách sử dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện ngành nông nghiệp ứng dụng số hóa và các công nghệ như nền tảng trực tuyến và tiền điện tử Phil Thai và các đảng chính trị lớn khác ở Thái Lan đã bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc thăm dò giữa lúc liên minh cầm quyền do Thủ tướng Prayut chan o -cha đứng đầu phải vật lộn với những dạn nứt nội bộ. Giới quan sát chính trị dự đoán một cuộc bầu cử sẽ được tiến hành sau khi Thái Lan đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tháng 11 năm nay. Vào ngày chính phủ giải tán quốc hội, chúng ta sẽ sẵn sàng. Tôi tin rằng chúng ta có thể biến Thái Lan từ một quốc gia nợ nần, khốn khổ và không có tương lai, trở thành một quốc gia đầy cơ hội và hy vọng. Ba E Thông Tan tuyên bố trước các đảng viên phêu thai trung thành. Vào tháng trước, Ba E Thông Tan được giao nhiệm vụ xây dựng sự đoàn kết trong đảng với vai trò người đứng đầu gia đình phêu thai. Khi được hỏi về triển vọng, đảng phêu thai đạt được mục tiêu giành được ít nhất 250 trong số 400 ghế quốc hội trong cuộc bầu cử Pae Thong Tan bày tỏ sự tin tưởng rằng các cử tri sẽ tin tưởng phêu thai. Pae Thong Tan tuyên bố, đảng phêu thai không cần phải chứng minh gì cả, vì những gì đã hứa với người dân, đảng đều đã thực hiện. Vì vậy, tôi không thấy có bất kỳ thách thức nào. Pae Thong Tan chào sân chính trường Thái Lan tại một cuộc họp của đảng phêu thai vào tháng 10 năm ngoái. Các cuộc bổ nhiệm liên tiếp trong đảng đã làm dấy lên suy đoán rằng cô có thể được chọn làm ứng cử viên cho chức Thủ tướng Thái Lan tương lai. Trước đó, Pae Thông Tan nói rằng cô vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một ứng viên thủ tướng và cô muốn tập trung vào vai trò cố vấn của mình. Ông Thạc Xìn làm thủ tướng Thái Lan kể từ năm 2001 đến năm 2006 trước khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006. Sau đó, ông đã phải sống lưu vong ở nước ngoài để tránh bị kết tội tham nhũng. Gia tộc Sinawatra có 3 người từng làm thủ tướng Thái Lan, nhưng ông Thạc Sỉn và người em gái Yinglak Sinawatra đều bị lật đổ bởi các cuộc đảo chính của quân đội. Ngay cả khi sống lưu vong, hai anh em nhà Sinawatra được cho là vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể đến chính trường Thái Lan, thông qua các đồng minh cũng như người thân. Sau nhiều năm sống lưu vong, ông Thạc Sỉn được tin là đang tìm cách trở lại chính trường. Tiếp nối chương trình là phần điểm tin trong nước Từng nói không nhận đồng hoa hồng nào, giám đốc CDC Nam Định vừa bị bắt liên quan đến vụ Việt Á. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua 25 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Đức Lưu, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Nam Định, để điều tra những sai phạm liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 từ công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Ông Lưu trước đó từng nói không nhận đồng hoa hồng nào. Ông Lưu bị điều tra về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người khác là cán bộ của CDC tỉnh Nam Định để điều tra về cùng tội danh nói trên. Kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an xác định, ông Lưu có một số vi phạm liên quan đến việc địa phương mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của công ty Việt Á. Trong thời gian cao điểm của dịch bệnh Covid, CDC Nam Định đã mua hơn 13.000 bộ kit xét nghiệm của công ty cổ phần Việt Á với giá là hơn 500.000 đồng trên một bộ. Tổng giá trị thanh toán khoảng 6,8 tỷ đồng. Viện Kiểm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nói trên. Cùng ngày cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi làm việc của các bị can tại CDC Nam Định để phục vụ công tác điều tra. Cũng liên quan đến sai phạm trong việc mua sắm kit xét nghiệm Trước đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á và nhiều địa phương trên cả nước. Tiếp tục chương trình với một diễn biến đáng chú ý về tình hình tại Việt Nam. Bụi mịn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chứa chất gây ung thư. Thành phần bụi mịn PM2.5 tại hai thành phố lớn nhất Việt Nam chứa nhiều kim loại khả năng gây ung thư cao, bao gồm cả thủy ngân. Theo phó giáo sư tiến sĩ Tô Thị Hiền. Thông tin được tiến sĩ Tô Thị Hiền, trường bộ môn Công nghệ môi trường, thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh nói tại buổi tọa đàm về ô nhiễm không khí vào chiều ngày hôm qua 25 tháng 4. Theo bà Hiền, thành phần của bụi mịn bao gồm hợp chất vô cơ, hữu cơ và cả các sinh vật một trong những hợp chất đáng lo ngại được phát hiện trong bụi mịn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là PAHS, hydrocarbon thơm đa vòng. Đây là chất có độc tính cao, phát sinh từ nướng thịt, hút thuốc, chiên dầu để lâu và quá trình đốt cháy. Chúng tôi xác định được 15 kim loại trong hợp chất PAHS, bao gồm cả thủy ngân. Nhiều chất có khả năng gây đột biến gen, ung thư chiếm nồng độ cao. Bà Hiền nói theo lời của bà Hiền, 41% nguồn gốc của các hợp chất ô nhiễm này đến từ hoạt động giao thông, 28% từ quá trình đốt than, 20% từ quá trình đốt khí thiên nhiên và 11% từ đốt sinh khối như rác, dơm dạ. Theo kết quả khảo sát vừa được thực hiện năm 2022, người đi xe máy chính là nhóm hít phải nhiều bụi mịn nhất, trung bình 3,68 microgram trên 1 km. Cũng theo Trường Bộ Môn Công nghệ Môi trường, chỉ số hiệu quả môi trường EPI do Trung tâm Chính sách và Luật Môi trường Yale công bố năm 2021 cho thấy Việt Nam xếp hạng 115 trên 180 nước được thống kê. Khảo sát năm 2017-2018 tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nồng độ bụi mịn trung bình năm là 36,3 microgram trên mỗi mét khối, vượt 1,3 lần quy chuẩn Việt Nam và gấp 7,2 lần quy chuẩn của WHO. Tuy nhiên, lượng bụi mịn của thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ bằng một nửa so với thủ đô Hà Nội. Theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới WHO, mỗi năm trên thế giới có khoảng 7 triệu cái chết liên quan đến ô nhiễm không khí và tại Việt Nam thì con số này là khoảng 60.000 người. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố có chất lượng không khí thấp nhất châu Á. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh trẻ bị sốt xuất huyết trở nặng cao hơn mắc Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều trẻ bị sốt xuất huyết trong thời gian gần đây với tỷ lệ ca bệnh nặng tăng cao, thậm chí có ca tử vong. Ngày 25 tháng 4, tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Nhi đồng 1 có 3 bệnh nhi bị sốt xuất huyết nặng. Tương tự, tại khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng 2 có 40 trẻ đang nằm viện điều trị bác sĩ Nguyễn Đình Quy, phó khoa nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, số trẻ mắc sốt xuất huyết nặng phải nhập viện tăng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ trẻ mắc sốt xuất huyết nhập viện trong thời gian gần đây tăng gấp 2 đến 2,5 lần so với thời điểm trước đó. Số ca nặng chiếm khoảng 10 đến 15%. Trẻ nhập viện nặng thường rơi vào nhóm từ 5 đến 14 tuổi. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), tính đến giữa tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận gần 4.500 ca mắc sốt số xuất huyết đen. Trong số đó, có 109 ca nặng đang phải điều trị tại các bệnh viện. Đây là số liệu báo động vì so với năm 2019, sốt số xuất huyết bùng phát thành dịch với hơn 20.000 ca mắc, thì số ca bệnh nặng cũng chỉ là 38 ca. Bên cạnh đó, số ca mắc của năm 2022 đang gia tăng và cao hơn so với cùng kỳ năm 2020-2021. Theo các chuyên gia y tế, trẻ mắc sốt xuất huyết thường được đưa đến bệnh viện, rơi vào tình trạng sốc xuất huyết nặng và được đưa đến viện nhưng virus tấn công rất nhanh trên cơ địa nhiều bệnh nền, béo phì. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hai trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Nguyên nhân tử vong là do bệnh nhân được phát hiện muộn. Lý giải về nguyên nhân bệnh sốt xuất huyết tăng trong thời gian gần đây, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên tri hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, theo chu kỳ khoảng 4 đến 5 năm dịch sốt xuất huyết quay trở lại và năm nay lại rơi đúng vào chu kỳ của dịch bệnh. Bên cạnh đó, năm nay mùa mưa đến sớm và những cơn mưa đầu mùa đã làm ứ động nước dẫn đến bọ gậy, muỗi sinh sôi nhiều hơn. Kính thưa quý vị, Phần tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm tin sáng ngày 26 tháng 4 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.